Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 22 tháng 10, các đại biểu dự kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi và thảo luận ở tổ về 4 dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Theo đó, dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi quy định một số nội dung chủ yếu về hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm và bảo hiểm vi mô. Ngoài ra, dự thảo luật còn quy định về đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, chính sách tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập, quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm. Về đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù cho từng tỉnh, cho phép tỉnh Thừa Thiên Huế thu đầy đủ phí tham quan di tích trên địa bàn vào ngân sách nhà nước. Với tỉnh Nghệ An, trong 9 cơ chế chính sách đặc thù, có việc cho phép tỉnh được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vốn vay nước ngoài. Đối với thành phố Hải Phòng, trong 7 chính sách đặc thù có việc đồng ý cho tổ chức nghiên cứu và triển khai xây dựng khu thương mại tự do phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Dự thảo nghị quyết cũng đề xuất ngân sách tỉnh Thanh Hóa được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công, được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài. Thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao về tính cần thiết của việc ban hành nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Qua đó tạo cơ chế cũng như đẩy mạnh phân cấp để tạo thêm nguồn lực và tăng tính chủ động cho các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu đầu tư, tạo ra những cực tăng trưởng lớn để lan tỏa sự phát triển trong những vùng kinh tế trọng điểm. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị Quốc hội cân nhắc thời gian thí điểm thực hiện chỉ nên đến hết năm 2025 để phù hợp với kế hoạch thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2023-2025, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Đến hết năm 2025, cần tổng kết việc thực hiện các chính sách đặc thù này. Nếu phù hợp, có thể luật hóa hoặc đưa ra thành quy định áp dụng rộng rãi cho các địa phương trong cả nước từ năm 2026. Các đại biểu cũng thống nhất cao với đề xuất nâng mức trần nợ vay cho 4 địa phương Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, cần bổ sung thêm quy định phải đảm bảo bội chi ngân sách địa phương không vượt quá 0,3% GDP. Đối với nguồn lực bổ sung từ Trung ương, các đại biểu đề nghị nên dành chi cho đầu tư phát triển hơn là chi thường xuyên để đảm bảo hiệu quả cao nhất. Các đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn đối với việc tăng thẩm quyền cho các địa phương trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Thực hiện chính sách đặc thù về quản lý đất đai có thể dẫn tới tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các địa phương trong thu hút đầu tư, nên Quốc hội cần cân nhắc về hạn mức tối đa trong việc trao quyền chủ động cho các địa phương trong thực hiện cơ chế thí điểm, đồng thời có bổ sung đánh giá tác động của chính sách này đối với các địa phương khác, nhất là các địa phương liền kề.